khi phải làm việc với một nguồn dữ liệu khổng lồ. Điều đầu tiên chúng ta cần quan tâm là làm thế nào để quản lý và sử dụng nó một cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Một cách thường xuyên được áp dụng là tạo ra mã riêng để tóm tắt thông tin quan trọng của từng dòng lãi lỗ. Đương nhiên, mã của dòng này phải khác biệt so với mã của các dòng khác. Những gì chúng ta thấy ở đây là khá nhiều dòng sở hữu chung một mã. Hãy nhìn ở hàng F. Sự khác biệt của chúng nằm ở cột C. Mã của công ty đối tác. Chúng cùng thuộc một tài khoản P&L nhưng lại thuộc những công ty đối tác khác nhau. Do đó, tốt nhất là chúng ta sẽ xây dựng một bộ mã mới, bao gồm cả thông tin liên quan đến số tài khoản và công ty đối tác. Chúng ta có thể làm được điều này bằng cách sử dụng hàm và kết hợp hai trường thông tin này bằng F5 và C5. Ok, vậy là tôi đã kết hợp xong dữ liệu ở ô F5 và C5. Một mã số dài hơn như thế này chắc chắn sẽ giúp việc quản lý thông tin trở nên đỡ sai sót hơn. Copy công thức cho tất cả các hàng còn lại. Tôi chắc chắn rằng bây giờ mỗi hàng đã có một mã số duy nhất chứa thông tin liên quan đến tài khoản P&L và công ty đối tác. Một điều cuối cùng cần làm là sử dụng lệnh Paste Special để gán định dạng cho các mã này. Sao chép tất cả các mã, chọn Paste Special và chọn Value. Ngoài ra, phím tắt của lệnh Paste Special là Alt, E và S. Trong bài học tiếp theo, chúng ta sẽ xem cách sắp xếp dữ liệu trong 3 năm đến từ 3 trang tính khác nhau như thế nào nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn cũng đừng quên subscribe kênh YouTube cũng như like fanpage cộng đồng kinh doanh Saga của chúng tôi để nhận ngay những thông tin về bài giảng hoàn toàn miễn phí nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi học sau.